Tại phiên họp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, qua rà soát, hiện nay cả nước còn hơn 153.000 nhà tạm, dột nát ở các mức độ khác nhau. Nếu hỗ trợ các hộ dân với mức 50 triệu đồng một hộ xây mới, 25 triệu đồng đối với hộ sửa chữa nhà ở, thì cả nước cần hơn 6.500 tỷ đồng. Trong lễ phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, dột nát đến năm 2025, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ 320 tỷ đồng vào quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay, các địa phương cũng vận động được hơn 44 tỷ đồng cho công tác này. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 đã được phát động, triển khai có hiệu quả, không hình thức. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc vào cuối năm 2025, chào mừng Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cần cách làm mới, quyết liệt, khoa học, hiệu quả hơn. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hỗ trợ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành lập ban chỉ đạo về xóa nhà tạm, dột nát cho tất cả các đối tượng do Thủ tướng làm trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là phó ban, lãnh đạo các bộ, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam là thành viên ban chỉ đạo. Các địa phương phân công bí thư cấp ủy Đảng trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo về xóa nhà tạm, dột nát với nguyên tắc cấp trên không làm thay cấp dưới. Theo Thủ tướng, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, tự lo cho chính mình của người dân, sự giúp đỡ của làng xóm, họ hàng, các đoàn thể chính trị xã hội như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh với phương châm ai có của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều. Người dân tự hỗ trợ nhau, thôn hỗ trợ thôn, xã hỗ trợ xã, huyện hỗ trợ huyện, tỉnh hỗ trợ tỉnh, các bộ ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, phân công lãnh đạo phụ trách, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, tổ chức phát động phong trào sâu rộng, thực chất, quản lý tiếp nhận sự ủng hộ chặt chẽ, giảm khâu trung gian, tăng cường kiểm tra giám sát chống tiêu cực thất thoát. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, cả nước hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc. Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, chung tay hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc. Các cơ quan truyền thông tăng cường truyền thông vận động cho phong trào giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng điển hình.